Nãy giờ là chúng ta đi từ ngoài kia vô trong đây, thả lưới cua. Bây giờ chúng ta sẽ đi kéo lưới lên và bắt cua như thế nào. Mọi người theo ta nha. Quay cảnh cho mọi người coi đi. Mọi người tưởng đó là chắc là một cái khúc sóng nào đó đúng không? Thật sự đây là cái đường để biển. Ở phía ngoài kia là biển, ở đây là cái nước mặn nó chảy vô trong đây. Thì cua nó sẽ đi theo cái chiều để nó vào trong đây. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi gỡ cua. Sau 3 lần gỡ tôi đã có kinh nghiệm rồi. Nam này là lớn lắm rồi, nhưng mà ở đây là size chưa lớn đâu. Câu con này đó là bị bắt đó, nhưng mà ăn luôn, làm đời ăn luôn. Ra. Còn cái dãy phía bên mà cái chỗ xe mình đậu á. Nhưng mà con thấy nó ít hơn ở đây. Ít hơn ở đây. Mỗi lần bên đó nhiều, giờ bên đó gần có nhiều người bắt hay sao. Đông quá mà lại thấy 3-4 cái tàu Việt Nam. Tốt. Con này chắc nè. Được chưa? Thank you.
ký rồi đó. Người ta sẽ đi thăm farm ở đây bằng cái xe giống như vậy à, không biết là khó lái hay không. Hôm nay tài nhất định phải lái được. Lái cái này xong lát họ sẽ lái luôn xe máy cày cho mọi người coi.
vì chạy trên cái đường này á rất là không có bằng á, nó gồ ghề lắm, cho nên chạy mà lạng tay lái là xuống ruộng luôn. Bây giờ sẽ thử chạy hết cái đoạn đường này xong rồi vòng lại đây nhá, quay xuống sau nhá. Chào mọi người, hôm nay Tài đang đứng ở một cái nơi rất là đẹp. Nhìn xung quanh là rừng núi bao la luôn. Cái chỗ này là biểu tượng của miền Nam Cali, ở tại thành phố Los Angeles. Bây giờ sẽ cho quý vị coi cái biểu tượng của nó là như thế nào nha. Mời mọi người theo lại. Hollywood, biểu tượng của Nam Cali. Đại lộ danh vọng cũng ở gần đây luôn. Trên đó thì còn cách chỗ này xa lắm. Nghe mọi người nói là phải đi thêm 3 mile nữa. 3 mile là tính ra ở Việt Nam mình là khoảng 6 cái số nữa thì mình mới đi được sát tới đó. Nhưng mà Tài đã ráng cố gắng leo lên tới đây rồi. Chứ bình thường mọi người mà lên đi chụp hình thì mới đi được tới cái đoạn gần cái chân núi thôi. Có một cái tòa nhà rất là cao thì phải lấy cái ống dòm mới nhìn được. Nhưng hôm nay đã cố gắng lắm rồi leo lên đây. Còn 6 cây số nữa chắc chia tay nó quá. Tại vì bây giờ đã là 6 giờ chiều rồi. Mà nếu mà leo lên tới đó là lát hồi không thấy đường xuống luôn. Ở đây, ở bên Cali này thì mặt trời xuống là hơi bị chậm rồi đó. Có nghĩa là tới gần 7 giờ mấy thì mới bắt đầu sụp tối lận. Nhưng mà nếu mà đi lên tới đó đi về thì sẽ không kịp thời gian nữa. Cho nên thôi cho mọi người nhìn thấy biểu tượng của thành phố Nam Cali, Hollywood. Vậy là được rồi, mãn nguyện rồi, tôi lết tới đây được rồi. Hiện tại Tài đang đứng ở downtown của thành phố Las Vegas. Lý ra là Tài sẽ nên đi vào buổi sáng để cho mọi người nhìn thấy cảnh đẹp của thành phố Las Vegas. Nhưng mà đây được mệnh danh là thành phố không ngủ, cho nên Tài sẽ đi vào buổi tối. Và lý do tại sao Tài phải đi buổi tối thì cho mọi người thấy được cái hình ảnh đẹp của Las Vegas như thế nào. Bởi vì người ta nói là Las Vegas khi so sánh là buổi sáng nó giống như một người phụ nữ mà chưa có trang điểm và chưa có make up. Buổi tối nó giống như một người phụ nữ đã trang điểm lộng lẫy. Nó đẹp như thế nào thì mời mọi người đi theo anh Tài để coi thành phố Las Vegas đẹp như thế nào nha. Around.
Oh yeah, I was gonna say, there's one more song. We'd like you to stick around because we do have one more set to go right after the light show, so make sure you stick around. Take care of your bartenders over here at the D Bar, the D Casino, your patio bar over here in the Four Queens, your cocktail server, your bartenders over here at Fremont. Go win some money.